Cùng với các địa phương khác, từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Long Khánh, Đồng Nai cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm ma túy. Qua đó, nhiều vụ án ma túy, nhiều đối tượng liên quan bị bắt giữ, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân. Bản thân nghiện ma túy, đối tượng Võ Mạnh Trung, 29 tuổi, ngụ phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, đã đến khu vực cầu Bình Triệu, thành phố Hồ Chí Minh, mua gần 60 triệu đồng ma túy của một đối tượng chưa rõ lai lịch, rồi về phân lẻ để sử dụng dần và bán cho con nghiện kiếm lời. Trung bị công an bắt khi đang mang hai gói ma túy đá, hai viên thuốc lắc bán cho người nghiện. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trung, cơ quan công an thu giữ thêm 36 gói ma túy đá, 8 bịch ma túy loại cần sa và 95 viên thuốc lắc. Tổng số lượng ma túy thu giữ của Trung là 537 gram ma túy đá, 97 viên thuốc lắc và 31 gram cần sa. Đây là số lượng ma túy lớn nhất công an thành phố Long Khánh bắt từ đầu năm 2022 đến nay. Từ tháng 5 tới giờ thì em lên Sài Gòn, em lấy hơn chục lần, nhiều nhất là hơn tầm 60 triệu. Em lấy về, em cũng sử dụng cũng có, và bán cho những cái thanh niên nghiện cũng có, và cho một số người đi làm bình thường cũng có. Còn đây là đối tượng Lê Xuân Phú, 40 tuổi, ngụ thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, là đối tượng nghiện ma túy, lại không có nghề nghiệp. Để có tiền tiêu xài, y đã mua ma túy rồi về phân nhỏ bán lẻ cho các con nghiện. Cũng như nhiều đối tượng, gieo cái chết trắng, Phú đã bị công an bắt và đang phải đối diện với một bản án nặng. Nguyên can công việc làm không ổn định, nguyên can mua ma túy về phân lẻ để bán cho con nghiện. Thì bị công an thành phố Long Khánh vô kiểm tra và bắt giữ. Theo thống kê của công an thành phố Long Khánh, trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn thành phố, lực lượng công an đã phát hiện 18 vụ bắt 26 đối tượng liên quan đến ma túy. Qua đấu tranh, cơ quan công an đã khởi tố 15 vụ, 23 bị can để điều tra về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Số còn lại đang điều tra xử lý. Công an thành phố phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương tăng cường tác tuyên truyền về tội phạm và tệ nạn ma túy để người dân nâng cao cảnh giác, chấp hành tốt cái luật phòng chống ma túy, chỉ đạo đội nghiệp vụ công an xã phường về quản lý tốt người nghiện và công tác lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở chữa bệnh bắt buộc cũng như đưa đối tượng đi cai nghiện tự nguyện, tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, ra soát lên danh sách quản lý chặt các đối tượng nghiện đang quản lý và các đối tượng nghiện phát sinh mới. Cơ quan điều tra, viện sát, tòa án nhân thành phố phối hợp đưa các vụ án về ma túy ra xét xử điểm nhằm mục đích giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về luật phòng chống ma túy đối với người dân. Bên cạnh đấy, công an thành phố Long Khánh phối hợp với các địa bàn giáp ranh về tăng cường quản lý đối tượng hoạt động lưu động đến tội phạm ma túy để xây dựng kế hoạch tổ chức bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật. Việc phát hiện, bắt xử lý nhiều đối tượng tội phạm liên quan đến hoạt động ma túy trong thời gian qua của công an thành phố Long Khánh đã góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một thành phố trẻ đang phát triển sôi động như thành phố Long Khánh.